À, xin chào anh chị, tôi là Tuấn Anh, một nhà huấn luyện doanh nghiệp thuộc firm Action Coach Hà Nội West. À, trong video này tôi tiếp tục chia sẻ với các bạn, các anh chị một cái video về chủ đề về thời gian. À, một trong những lý do khiến chúng ta đang sử dụng thời gian không hiệu quả bởi vì chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian vào những công việc vô bổ hoặc những công việc đem lại giá trị ít. Vậy thì trong cái video này sẽ có một vài cái tip nhỏ. À, tip đầu tiên, hãy đánh giá giá trị thời gian 1 giờ của chúng ta làm trong ngày. Và khi chúng ta lượng giá được 1 giờ của chúng ta đáng giá bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ biết loại bỏ những công việc không vô bổ. À, thứ hai, để làm sao biết được những công việc nào vô bổ hay không, chúng ta hãy liệt kê ra khoảng 10 cái đầu việc, những cái công việc nào mà thường chúng ta đánh giá là làm lãng phí thời gian của chúng ta. À, ví dụ như là check Facebook, những thời gian là đọc sách báo linh tinh, có thể lên mạng bàn luận về chính trị, tiếp đãi những bạn bè, hoặc là đôi khi giải quyết những công việc bất thường đổ đến đầu chúng ta, đến nhân viên. Như vậy khi chúng ta liệt kê ra tất cả những đầu việc đang làm lãng phí thời gian mà không đem lại cái mục tiêu, không hướng tới việc giải quyết mục tiêu thì chúng ta hãy loại bỏ nó. Bước số 3, hãy liệt kê thêm 5 đầu việc đến 6 đầu việc, những công việc nào mà quan trọng nhất, liên quan nhất đến cái việc mà các bạn đạt được mục tiêu. Ví dụ mỗi một ngày, một trong những cách để gia tăng hiệu quả đó là đầu ngày chúng ta liệt kê ra khoảng 6 đầu việc mà giúp cho các bạn có thể hoàn thành mục tiêu. Vào cuối ngày chúng ta kiểm tra lại 6 đầu việc đó xem chúng ta đã hoàn thành được bao nhiêu trong số những đầu việc này. Đây là một vài cái tip rất hữu ích mà các bạn chỉ cần áp dụng một cái tip nhỏ này thôi, đó là đầu ngày liệt kê 6 việc và cuối ngày kiểm tra xem chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu việc trong số này, thì chắc chắn hiệu quả cái công việc của chúng ta đã tăng lên ít nhất là 200%. Đặc biệt nếu chúng ta chú ý 6 cái đầu việc này là những công việc liên quan đến mục tiêu của tuần, của tháng và của năm, vậy thì chúng ta sẽ liên tục giải quyết được nhiều cái công việc để đạt được hiệu quả. Một tip rất là nhỏ thôi nhưng hy vọng sẽ gia tăng được hiệu suất, bởi vì thời gian chính là tiền vàng. Tôi là Tuấn Anh, một nhà huấn luyện doanh nghiệp của firm Action Coach Hà Nội West. Hy vọng cái tip nhỏ này sẽ giúp các bạn đạt hiệu quả nhiều hơn. Bye bye, xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo.